Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay Chí Kinh muốn review cho mọi người một cái nhà cực kỳ dễ thương, tông màu trắng xịn sò xịn xịn mịn luôn nha mọi người. Đường thì đường ô tô đi vào tận nhà luôn nha anh chị. Từ vị trí của cái nhà á, anh chị có thể ra đường cây vong á, chỉ trong vòng bán kính là 170m thôi nha. 170m anh chị có thể ra được, di chuyển ra đường lớn. Đường thì đường ô tô đi vào tận cái nhà. Bây giờ em muốn quay tiện ích xung quanh cái nhà để mọi người hình dung rõ hơn khu đáng sống này nhé. Đây, đây là cái nhà em chuẩn bị, đó là trong kia. Đây, đặc biệt đó là khu vực đây. Ở khu vực này hầu như ai cũng xây nhà tông màu trắng nha anh chị. Đó, cái ngôi nhà đang xây dựng này. Đó, khu dân cư thì hiện hữu. Đó, điện nước thì an ninh luôn. An ninh luôn, khu dân cư thì an ninh. Điện nước thì kéo vào tận đất rồi. Đó, đường thì đường được bê tông nha anh chị. Đó, ô tô, có chiếc ô tô kìa đó. Ô tô đi vào tận nhà luôn nha anh chị. Ô tô đi vào tận nhà luôn. Này, cái nhà hàng xóm mình nè. À, hàng xóm mình vẫn đang xây dựng nè. Vẫn là tông màu trắng nha anh chị. Nguyên khu vực này em thấy sơ sơ đã hết 5 căn tăng tông màu trắng. Tông màu trắng thì mình biết rồi, luôn luôn sang. Kiểu phong cách châu Âu đúng không? Đây, cái nhà sát hàng xóm của quý cô chú anh chị. Nếu mua cái căn nhà em muốn xây dựng bất động sản, cái ngôi nhà này có tổng diện tích đầy đầy đó, cực kỳ yêu thương, nhỏ nhỏ xinh xinh, với chiều ngang là 6,5m đó nha anh chị. Chiều ngang 6,5m luôn. Đây, em sẽ tiến vào căn nhà để mọi người hình dung rõ hơn kết cấu cái nhà nhé. Đặc biệt đó là 64m2 với chiều ngang 6,5m. Cái phần đây nè, đó chính là cái phần sân để mọi người có thể để xe nè, xe máy nè. Đặc biệt kính nè. Đó, nói chung cửa thì cửa rất là đẹp luôn, xịn 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 mịn luôn nha anh chị. Cái tầng này, cái phần này chính là cái phần thờ, để mọi người có thể thờ phụng ông bà hoặc là thờ Phật nhé, hoặc là bên ai bên tôn giáo thì có thể thờ Thiên Chúa. Đó, phòng khách thì rất là nhỏ thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Đó, chung quy căn nhà đó thì nó, cái đây là phòng bếp. Đó, phòng bếp thì gia chủ cực kỳ tinh tường luôn ha. Đây là phong thủy nè, thay trắng một cái tường ngoài kia đó, sẽ người ta sẽ không nhìn thấy vào. Nếu quý cô chú anh chị mua thì phải để trắng ở đây một cái bức phong đây để che lại cái bếp. Đây chính là cái bếp nha anh chị. Đây chính là một phòng ngủ. Đó, phòng ngủ. À, một phòng ngủ nha, một phòng ngủ luôn. Đây là một cái toilet. Toilet thì cũng sang xịn mịn luôn, có bồn tắm đứng luôn nha anh chị. Ok. Tổng diện tích ngôi nhà là 64m2. Hướng chính của ngôi nhà này là hướng Tây Nam. Tây Nam. Để nói chung là sổ hồng treo tay. Nếu mọi người có trong tầm phân khúc này, cho vợ chồng mới cưới nè, muốn an cư lập nghiệp tại huyện Diên Khánh, mà từ vị trí cái nhà này đi ra chợ thành chỉ trong vòng bán kính là 2,5 cây số thôi nha anh chị. Mà anh chị di chuyển về thành phố Nha Trang xinh đẹp á, chỗ đường cướp mắt á, chỉ trong vòng là 13 14 cây số thôi, 15 phút di chuyển hoặc 20 phút di chuyển thôi. Đường ô tô thì đi vào tận đất luôn nha anh chị. Nói chung ngôi nhà thì cực kỳ yêu thương, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, dành cho vợ chồng mới cưới nè, những người muốn an cư lập nghiệp thì có thể sở hữu ngôi nhà đây. Chỉ với tầm phân khúc là giá là 1 tỷ 160 triệu, vị trí cho 1m2 là 18 triệu, đó đã có nhà cửa rồi. Đó, nếu mọi người có cảm thấy ngôi nhà này vừa mắt hoặc là trong tầm phân khúc của mình quan tâm thì hãy liên hệ với em. Em là Chicken, nhà đất Nha Trang 79, rất mong muốn đồng hành với quý cô chú anh chị trong các thương vụ đầu tư hoặc là an cư lập nghiệp tại thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh hoặc là tỉnh Khánh Hòa, thì liên hệ với em nhé. Em xin cảm ơn ạ. Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Bye bye.